nha, kem này là kem Victoria mọi người nha. Mọi người thả tim thả like giùm em mấy chị ơi, thả tim giùm em mấy chị nha. Hôm nay TikTok em có like luôn á mấy chị. Hôm nay là không có like luôn á. Bây giờ hả, trộn kem này hả, mắc quá bà chê. Trộn kem xịn mắc quá bà chê, cái mấy bà nói trộn kem các bà không mua. Đó, cái xong cái bà kêu chị ơi qua bên TikTok like giùm em đi chị ơi. Qua bên đó em có cái mã giảm giá nhiều tiền lắm. Xong rồi like luôn. Bữa nay em like luôn mấy chị nha, thơm quá mấy chị, kem mình thơm quá. Mấy chị thả tim thả like giùm em mọi người nha. Làm cho bà mẹ kem quỷ khóc thằng sầu. Rồi mấy chị ơi thả tim thả ô cho em mấy chị ơi nha. Bây giờ em trộn kem mới nha. Mấy chị tương tác thả tim giùm em mấy chị nha. Trộn nó ra luôn mấy chị ơi, đã quá. Đó, giúp ra gì nó ra luôn nguyên con nè. Rồi mấy chị ơi mấy chị cho em xin trái tim của mấy chị nha. Em làm cái mẻ kem này cho mấy chị nha, em nói thiệt bữa nay đó. Bữa nay em làm cho mọi người mà bây giờ hả, hàng bây giờ nó lu bu hết rồi. Quần áo tà le hột meo trước hết trơn. Em mới lấy về em dục á. Em dục cái bên này cho em luôn. Mấy chị thả tim thả like giùm em mấy chị ơi. Cái này em cho mấy chị ra chọn một mẻ kem xuất sắc nha. Rồi chào mọi người nha, mọi người thả tim cho em đi mấy chị ơi. Mua kem trộn xài mấy chị ơi, mấy chị ra vô like coi á, mua kem trộn xài mấy chị nha. Làm cho mẻ kem xịn nhất của đất mọi người nha. Cho mẻ kem xịn nhất của đất mọi người nha. Cái này là kem kem trắng cắt tóc mọi người nha, Nova Duo mọi người nha. Đó, mấy chị cho em xin trái tim của mấy chị đó, em tiện bề like thêm mấy chị nha. Kem phải thơm dữ thần lắm mấy chị ơi. Nguyên em thơm nhà em nhắc được, nó ngồi đây nguyên bữa like bữa tối em tưởng là nhiều nhắc được có không nhát thì nó ủ mà nhát rồi ha. Nhát là tính là đâu nhiều mấy chị thấy chứ thật sự nhát là đâu nhiều đâu. Thì lấy cái bàn tay thế là thọt vô lấy cái tay ấy ra. Đâu có nhiều đâu. Mà cái lúc mà trộn mình sợ ủng ghê hết mấy chị. Lúc mà trộn mình sợ xe luôn rồi nè. Lúc mà trộn mình sợ ủng á, sợ mất kem ủng ghê luôn, mất ra có miếng kem nguyên kem, còn có miếng kem một rồi. Nè cái này nó vét ở đây mọi người. Đó. Rồi mấy chị tương tác giùm em mọi người nha. Cái này nó cũng vét nữa mấy chị. Rồi. Ôi cái này chưa có nắp lót rồi em ơi. Bây giờ mấy chị ơi mấy chị cho em xin trái tim của mấy chị nha. Cái này làm cho lẹ mọi người ơi. Đây nè. Mấy chị tương tác thả tim giùm em mọi người nha. Bây giờ mấy chị mua kem nha. Cái này tháo qua nó cực lắm mấy chị ơi. Cái này tháo qua cực, mấy đứa đang tháo nè, đang tháo cực lực luôn. Ba bốn đứa đang tháo luôn á. Rồi mấy chị chia sẻ ai giùm em mấy chị nha. À chị ơi kem sức mặt ở trong cửa hàng á mấy chị ơi. Cái thùng rác đâu bỏ đây đi. Đó, kem sức mặt ở trong cửa hàng á mấy chị ơi. Trời ơi, xé cái này xanh xương đó mấy chị. Xé xanh xương thật sự luôn. Cái này là kem con bé Thái mấy chị nha. Tao vũ cha nó kêu gọi sao tao làm biến ghét cái vụ này quá. Vét cái sạch trơn luôn mày, khỏi ấy lại luôn mày. Vét bằng ngón tay á. Em vét bằng ngón tay nó mới sạch mấy chị. Thôi mở cái nắp nó sẵn luôn giùm luôn á. Dạ. Mở cái nắp. Rồi mấy chị ơi tương tác lên giùm em mấy chị nha. Đó, kem gì kệ em chị, có bán hơn không chị. Không mua thôi chị. Không mua thôi, nó nhiều lại gì chị. Vô like mấy chị coi, mấy chị ngộ quá trời quá đất đi nha. Đó, vô coi like mà người ta ấy như vậy á, ta cực khổ này kia làm vậy á, cũng ngồi cũng vô cũng điệu cũng điệu à. Cái tật điệu không bỏ à. Chúng chửi cũng có vụ điệu đó. Ai mượn mấy bà vô coi like chi vậy? Coi chi rồi sân si. Đó, thấy tao đẹp gái hay gì? Hả, thấy tao bắn đắt tức. Thấy bắn đắt tức hay gì đâu, nói một tiếng cho tao biết cả bà. Đó, mấy chị thả tim thả like giùm em mấy chị nha, cái đó khỏi nhắc lại bỏ đi, khỏi nhắc lại. Thì biến quá, có nhiều đâu mà tao thấy nguyên đêm hôm luôn. Nguyên một đêm hôm em mệt mỏi thiệt sự luôn đó. Rồi mấy chị cho mấy chị thả tim giùm em mấy chị nha. Cái này là con ái thái mấy chị ơi. Thank you.
tới giờ mấy chị thả tim giùm em mấy chị nha. Xin cho em lượt xe live stream nè. Đó, từ nãy giờ khui nè, còn khui đây nè mấy chị. Nè, khui ra được nhiêu nè, Bạch Ngọc Liên nè mọi người nha. Đó, nãy giờ ngồi mở mà âm thầm hai đứa ngồi mở, cô không nói cho ta biết cái gì. Miếng thiết lấy con dao gọt ra. Rồi mấy chị ơi, mấy chị thả tim thả ơi giùm em mấy chị nha. Thả tim thả ơi cho em mấy chị nha. Đó, mấy chị cho em xin mở chuyện lượt xe live stream nha. Cái miếng thiết nó đứt tay đó, bị mở kiểu nó đứt tay. Rồi mấy chị cho em xin mở chuyện lượt xe live stream giùm em mọi người ơi, mọi người tương tác bài lên giùm em mọi người nha. À, kể chuyện không hiểu gì, không hiểu gì, chị khôn quá trời đó chị. Em kể gì mà chị không hiểu hả? Có nghĩa là cái chị đó bán mua la giả mà không có ai gọi chốt đơn cho bả là không phải bên em á mấy chị, hiểu không? Có nghĩa là em hỏi mà bả nó nhắn tin mua là lừa đảo rồi, bên em sẽ điện thoại chốt đơn nếu mấy chị mua tình trạng ở bên đây nha. Đó. Trời ơi, ở đâu ra mà kể chuyện không hiểu, người ta kể bên đây người ta hiểu liền à. Bả nói có thông ghê không? Tắt phát lại cái live này đi liệu. Chính giữa đó. Rồi mấy chị cho em xin trái tim của mấy chị nha. Trời ơi, trời trễ gì mà thông minh dữ mọi người. Đó, rồi mấy chị nha. Mấy chị chia sẻ like giùm em nha, kem mới chị ơi, kem mới. Cái mẻ này mấy chị xài cái chất kem nó mịn mà nó trắng khủng khiếp lắm. Em bôi có một bữa màu à. Em bôi có một bữa màu chiều là bị mẹ quở liền luôn. Chị cũng chứ chơi bị mẹ em quở liền luôn á. Đó, trắng là vừa thôi con, trắng quá nhìn nó giống bị bệnh lắm. Rồi, mấy chị chia sẻ like giùm em mấy chị nha. Đó, à chị ơi, kem bán toàn cả ký sức có trắng gì đâu. Đúng rồi, kem bán cả ký sức không trắng. Chị mua kem nha, thứ mà 200g, 20g mấy chị xài, chị bôi lấy kem vào mặt á, chị sức cho trắng chị. Người ta trộn số lượng nhiều mà chị kêu người ta ngồi sức em, ngồi trộn hũ nhỏ, em không biết chừng nào em xong cái thau kem mà mấy chị ơi. Đó, mấy chị quá trời, mấy chị kỹ tính, mấy chị mua giùm em, mấy chị xài đi. Mấy chị khỏi mua kem của em nha. Mấy chị khỏi mua kem mua ơi gì của em hết trơn á mấy chị ơi. Bây giờ mình mua kem mình xài á, trắng đi, cổ chứ mình vô mình xong si hoài, mình đen hoài luôn á, mình đang thui luôn á. Rồi mấy chị tương tác bài lên giùm em mọi người nha. Đó, kem xài sợ đen này kia đồ, mấy chị thấy không? Bây giờ người ta sử dụng kem trộn mà tràn đồng kìa. Có ai mà sợ da đen, có ai mà sợ gì đâu chị. Chị lo sai kiếp bỏ chị đen hoài luôn á chị. Rồi nãy giờ nhiêu hủ à? Rồi mấy chị tương tác lên giùm em nha. Rồi, bán kem trộn mà bị công an giờ mà đúng rồi. Tại vì bán kem trộn để trong trong hũ này kia đâu có bị đâu, đem sách ra ngoài để chia cho bị. Giống vậy nè, mà không trộn vậy thì sao mấy bà biết cái ngõ công thức của bà xài. Trộn vậy nè, cho nên là hả không có nhãn mát dán vô không được nè. Sách cái giảng nhãn, mấy cái nhãn ngực rồi dán vô hay sao. Đó, tất nhiên là mua kem về mấy chị tự trộn ở nhà thì mấy chị xài là bình thường. Tại do khi mà mấy chị mua là mua cái nhãn về bình thường mà. Còn tôi trộn sẵn là tôi bóc ra hết rồi nha. Cho nên là ta không cho trộn đúng là cái chuyện bình thường mà mấy chị. Đó, sân si chi cho cực giả. Rồi mấy chị ơi, tương tác lên giùm em mấy chị nha. Để em lắc về cho nó khỏe. Mấy chị hôm qua em vét bằng cái muỗng nó không có ra được. Đó, vét bằng cái muỗng cực cái đó họ vét lại nha. Bị bức mẹ nó cho luôn đi. Ừ, vậy lắc cho khỏe. Rồi mấy chị tương tác bài lên giùm em mấy chị nha. Bức cái nắp ra. Bức cái nắp ra cho chị. Quỷ. Giỡn cái đó lên. Đó, tương tác xe like giùm em mọi người nha. Trời ơi, chị Thị Thức ơi, chị vô đây, chắc chị vô đây trễ giờ chị ngồi đây chị cưng em lắm. Bây giờ chị nãy giờ chị vô chị ngồi cho đó em chụp chân cục chân ra sao mà em. Chị la chị, nãy giờ chị có duyên cho chị ơi. Chị vô chị giờ chị vô đây em, chị mắng mỏ em nãy giờ chị được rồi. Đó, nãy giờ chị vô đây chị mắng chửi em nãy giờ mà chị. Rồi bây giờ đưa cho coi hũ đầu tiên đây, lanh quá rồi cái kia xách ra, bỏ ra hết đi. Đó, đây. Mấy chị ơi, mấy chị tương tác thả tim thả like giùm em mọi người nha. Đó, cái này là serum mấy chị nha. Đó, serum alpha abutin mọi người nha. Mấy chị chia sẻ like cho em, mỗi chị tặng giùm em lượt xe live stream giùm em mọi người nha. Chút nó bỏ xù đó đó. Bỏ xù ra. Đầu tiên không bỏ xù luôn. Trời ơi, khôn ghê bay ơi. Rồi mấy chị chia sẻ like giùm em mọi người nha. Rồi hỏi nó bỏ cái đó hồi bỏ sao không phụ. Đó, em trộn xong chị nhỏ vậy cho em. Em làm mẹ nào là em nói thiệt chứ mấy chị mẹ nào là trộn nút mà đắp cho mọi người luôn. Nhận hàng được kiểm tra thoải mái giùm em mọi người nha. Cái này bỏ ra nè. Rồi mấy chị nhìn nào nha, cái này là luxury mọi người nha. Đó, em trộn xong trên like là mọi người yên tâm nhận y chang vậy cho em mọi người nha đây. Đó, cái hũ này em vũ mọi người ơi, biết sao không? Cái này vét nhỏ xíu à. Đó, mấy chị chia thắt tim thả like giùm em mọi người nha, đây có hũ kích nè. Đó, chia sẻ like giùm em nha. Lên view giùm em xíu nè mọi người ơi, hôm nay em cho mấy chị mua giá bệnh luôn mọi người nha. Tương tác lên giùm em mọi người nha. Cái xe không tắt lại là không tắt lại là chắc chắn sẽ lên nhiều hơn mà em muốn tắt lại là luôn. Đó, do muốn cái nào ra đây. Đây. Cái này là serum. Trời ơi. Có cái nào sẵn không? Cái này là cái ống serum nhà em mọi người nha. Serum Putin mọi người nha. Ống này là 75.000 một ống á mấy chị, nó mắc như quỷ vậy. Rồi được rồi, thơm quá thơm luôn á chị.
cái miếng em làm cái mã kem cho mấy chị nha, tiền chờ ở mặt trời nha. Chia sẻ like cho em, cho view lên giùm em mấy chị ơi, bon hồng. Rồi chia sẻ giùm em mấy chị nha, đây chia sẻ giùm em nha. Cái này là bon hồng mấy chị nha, xài hàng xịn, em làm xịn cho mấy chị xài được, cái thùng giác xích lại đây. Rồi mấy chị ơi, chia sẻ like giùm em mấy chị nha. Cái này là bon hồng mấy chị ơi, không biết sao giờ em về làm cho nó ấy nữa. Trời ơi nhiều quá mọi người ơi, nhiều quá mọi người, quá trời quá đất nhiều luôn, có hộp bon này nó nhiều mọi người nha, quá nhiều luôn nè. Trời ơi hết sức nhiều không em, mới mà vét lại sức không? Dạ dạ. Đó cái này nhiều quá mấy chị ơi, nhiều quá sức không, nhiều không nổi mấy chị ơi, quá trời mẹ kem rồi luôn rồi đó. Quỳnh bán 160 ngàn, còn cái mặt luôn mọi người, còn cái mặt 160 luôn mọi người. Đó cái này á 160, Quỳnh bán 160. Trời ơi tháo cái nóc này ra bà ơi, cái xanh đâu, mở cái xanh sang kẻ ra được rồi, hết đất ra được rồi. Rồi mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ like giùm em mấy chị nha. Thơm quá mấy chị ơi. Kem trắng da đúng rồi chị, kem là kem trắng da chị ơi, gọi chống nắng lên. Rồi mấy chị ơi, tương tác lên giùm em mọi người nha. Hot luôn mọi người, quá hot luôn rồi. Đó, chia sẻ like, thả tim thả like giùm em mọi người nha. Cái này là pha cho mấy chị chống nắng nha. Không có cái này vô kem để bà xài không được đâu. Đó, không có kem chống nắng vô là mấy chị á, xài cái da của mấy chị nó sẽ bị ăn nắng, nó bị khô da mọi người nha. Đó, mấy chị cho em xin bảo chuyện vượt xe live stream cho em 1.300 người đang xem mấy chị nha. Đó, là mọi người nha, mọi người đừng sợ, xài kem của em là một cái là mấy chị đắm đuối trái chuối liền cho em luôn. Đó, mấy chị cho em xin bảo chuyện vượt xe live stream giùm em nha. Đó, nhìn thấy mê quá thôi kem này mấy chị á, thì cái mấy chị mua mấy chị xài mấy chị lời lúc hôm nay luôn á mọi người. Đó, mấy chị chia sẻ like giùm em mọi người nha, chia sẻ like giùm em. Đó, cái đó lấy vô làm gì vậy? Rồi mấy chị thả tim thả ơi kem đi mấy chị ơi. Rồi mấy chị ơi, thương em mấy chị cho em xin mở chuyện lượt xe lấy chim giùm em nha. Được rồi, tự mở ra được rồi. Rồi mấy chị chia sẻ ra giùm em mấy chị nha. Đó. Em nói thiệt chứ mấy bà mua hũ kem của mấy bà phải xứng đáng đồng tiền bát gạo mấy chị nha. Đó. Cái này người ta kêu là à, chai màu xanh bây giờ nó hot hơn, em mua một đống chai xanh luôn kìa. Ê, mua nguyên kiện luôn. Ta kêu là chai xanh giờ đang hot nhất ở trên thị trường đó mấy chị, cái nó còn nhiều lắm á. Rồi mấy chị nhìn nè, em mua theo theo lố vậy nè mấy chị. Đây đây đây, đẹp trái chưa nè. Đó, em mua em nhập về chiếc này rất là nhiều mọi người nha, mọi người cho em xin trái tim của mọi người nha. Đó, bây giờ trộn xong rồi không? Ê, serum quên trời ơi. Rồi lấy cái gỗ ra, lấy cái gỗ ra. Quên rồi, em thọt cái tay em vô luôn rồi mọi người ơi. Nãy không nhắc xì gum. Rồi bây giờ em lắc xì gum vô mấy chị nha. Đó mấy chị chia sẻ like giùm em nha. Đó, trộn xì gum vô cái nữa mọi người ơi, cho em xin trái tim của mọi người nha. Nhiều quá, đêm hôm không thiếu. Rồi mấy chị chia sẻ like giùm em mấy chị nha. Rồi mấy chị tương tác bài giùm em, thả tim vào dèo giùm em, lẹ lên, tốc độ lên. Rồi mấy chị chia sẻ like giùm em mấy chị nha. Bây giờ em trộn cái đó mấy bà thấy gì không? Cái đó là serum mấy chị nha. Serum này á là nó làm cho cái da mấy chị giữ ẩm da cho mấy chị, trắng da cho mấy chị luôn. Lâu rồi không nghe chửi, muốn không? Muốn không em? Đợi chị hay gì? Thiếu hay gì thèm hay gì nói chuyện tiếng đi, inbox đi em. Chị với em làm tới bến luôn em ơi. Đó, thả tim thả la cho em xích cái tay vô cho người ta biết ngồi đây trộn cái chứ không biết đổ giống gì, thuốc gậy hay gì tưởng đổ vậy. Thả mấy chị thả tim giùm em mọi người nha. Đó mấy chị chia sẻ like lên giùm em nha. Trời ơi có cái serum vô mấy chị nhìn là đã chưa? Rồi nhanh tay lẹ chân lên coi. Rồi mấy chị cho em xin trái tim của mấy chị nha. Ồ trộn thao kem mà đúng nó mệt đó mấy chị. Nó mệt muốn nghẹt thở luôn trời, coi nè đã chưa. Nè mấy chị nhìn nè. Nhìn nè cái serum nè, nhìn serum nè đã cực kỳ không. Đó. Mấy bây giờ là mấy bay đổ trong cái. Mấy bay đổ lắc